few moments later. Đây, mình vô đây trước nha. Đây, mình vô đi. Đó kìa. Trời ơi, happy birthday Bolero kìa. Dạ, Gu em tới vậy luôn đó hả Hiển? Em Gu em mặn quá. Đây, bossa nova đàng hoàng. Cho nó nhẹ nhàng tình cảm. Chào mừng mọi người đến bữa tiệc mừng công chúa Anna Vương Diễm của Văn Hiển và Khánh Ly tròn 6 tuổi. Hôm nay thì phải nói như nào nhỉ? Thật sự là bà Hiển và Thi rất là bận và không có quyết định là tổ chức cho Anna ngày hôm nay. Đúng hơn là 12 giờ đêm hôm qua mới quyết định là thôi. Đằng nào cũng bé cũng tròn 6 tuổi, cũng là một cái cột mốc quan trọng, cho nên là Thi và Hiển sẽ quyết định là tổ chức cho bạn ấy một cái buổi tiệc nho nhỏ ấm cúng đây. Xin mời mọi người xem các thành viên của buổi tiệc. Rất là dễ thương mọi người ạ. Thì cũng đang là vào dịp hè nên cũng khó mà mời tất cả các bạn lớp của Anna đến đầy đủ. Thì cũng rất là may mắn khi cũng có một vài bạn nhận lời mời của bà Hiển Mẹ Thi. Và phải cảm ơn các bậc phụ huynh của các bạn đó đã giúp cho Thi thì tổ chức một cái buổi tiệc ấm cúng như thế này. Và ngoài ra cũng sự góp mặt của các thành viên của KTA nữa. Đấy. Mọi thứ nó diễn ra trong gấp gáp mọi người và không có sự chuẩn bị quá kỹ lưỡng, nên là buổi tiệc ngày hôm nay như mọi người thấy bên này là một đằng sau trước đi ha, là một cái chỗ chụp hình lưu niệm và cũng như là cái bàn để quà dành cho Anna. Bên này là một cái quầy like. Thì mọi người biết rồi, tiệc của con nít á, thật ra hôm nay buổi tiệc của con nít thì mình sẽ không có chuẩn bị gì quá cầu kỳ, là những cái món mà các bé hay thích ăn, ví dụ như pizza này đó, có gà rán nè. Vậy thôi, đơn giản thôi. Bởi vì hai vợ chồng không có quá nhiều thời gian. Và hy vọng là hôm nay bà Hiển và mẹ Thi sẽ vào vai trò đi giữ trẻ mọi người. Anna sẽ đi tiếp khách chuyện gì đấy. Mọi người sẽ nhìn thấy bên đây này. Đó, mẹ Thi đã bắt đầu vai trò đi giao lưu với các bạn rồi. Và mọi người cùng xem buổi tiệc ngày hôm nay diễn ra có trong bình ổn không nha. Chứ hiện thấy là nó bất ổn lắm. Bởi vì mọi hình dung là một hai bạn con nít á thì nó còn vui vẻ đúng không? Ở đây khoảng dự kiến khoảng 30 bạn bé. Đó, mọi người xem quá trình nha. Yeah.
là bạn Anna đã tròn 6 tuổi. Mẹ Phi là chúc cho Anna là sẽ sang tuổi mới, chuẩn bị bước vào lớp 1. Anna sẽ ngoan hơn, sẽ bắt đầu học giỏi hơn, học tiếng Anh nhiều hơn, học nhảy tốt hơn. Làm con áp lực, đây là một lời chúc làm con rất là áp lực. Còn con vui nè, nè Anna học giỏi rồi, xinh đẹp học giỏi rồi. Ồ, thế bây giờ con chúc bạn Anna điều gì nào? Xinh đẹp. Xinh đẹp. Con chúc bạn Anna điều gì nào? Học giỏi. Còn nay chúc bạn Anna gì nữa không nè? Con chúc bạn Anna thế nào? À, dễ thương. Dễ thương. Ok là. Còn nay có ý gì chúc gì khác nữa không nhỉ? Rồi. À con nè. Đẹp gái. Đẹp gái. Đây 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 đây. Nào con muốn chúc chị Anna điều gì nè? Xinh gái. Rồi anyone, anyone. Đẹp đẽ. À đẹp đẽ. Trời ơi, bắt đầu. Ok, mọi người đã sẵn sàng phá cố chưa? Yeah. Sẵn sàng chưa? Chanh dây vị lúa mạch. Ngon từ thịt, ngọt từ xương. Con luôn mạnh khỏe, học giỏi, sắp tới sẽ vào trường tiểu học, sẽ học giỏi nhất trường. Ghê quá, chú bà giỏi quá. Rồi, chúc con sau này sẽ thật là đẹp và có nhiều chàng trai theo đuổi. Happy birthday cục vàng. Chúc cho bé Anna tròn 6 tuổi, tuổi mới là nhiều sức khỏe, càng ngày xinh đẹp, mau lớn. Anh chúc Anna sinh nhật của em hôm năm nay sẽ được 6 tuổi. Thì chúc em sẽ ngoan ngoãn hơn, bớt bán anh hơn. Và đặc biệt là chúc em nhảy giỏi hơn. Thì chúc một sinh nhật Anna. Và hãy nghĩ là với những thước phim nho nhỏ mà mọi người xem vừa rồi thì cũng đủ hình dung được cái khung cảnh của một cái bữa tiệc sinh nhật bất ổn đúng không mọi người? Nói chung là bây giờ đằng sân background là tan nát mọi người ạ. Khoảng 30 bạn cũng biết cỡ tuổi Anna phá thì ngồi tự hình dung rồi. Bông bẫy.
Không biết là mình nói mọi người có nghe không, nhưng mà thật sự là ở đây nó hơi ồn một xíu. Và thôi, con nít mà phải năng động, phải tăng động, phải ở nhiều năng lượng như vậy thì mới vui. Chứ mà một đứa trẻ mà kiểu im lặng mà trầm ổn quá thì lúc đó mới là mệt nha mọi người ha. Cảm ơn mọi người cũng đã theo dõi cái chiếc video này, chiếc video bất ổn, ồn ào của bữa tiệc sinh nhật của Anna. Và hy vọng mọi sẽ yêu thương gia đình của Thi Viễn hơn và đón nhận những chiếc video bất ổn tiếp theo. Xin chào.